Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, chủ phương tiện không được tự ý thay đổi kết cấu tổng thành hệ thống của xe. Mức phạt lỗi tự ý thay đổi kết cấu xe được quy định tại Điều 30, Nghị định 100/2019 EDCP, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021 EDCP. Cụ thể, đối với xe ô tô, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi tự ý cắt hàn đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân và từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe ô tô tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, ngăn chặn triệt để tình trạng lái xe sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Trước thực trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn sử dụng rượu bia gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Từ ngày 20 tháng 6 đến 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã xử phạt trên 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, có 350 trường hợp nồng độ cồn xử phạt 2,5 tỷ đồng. Thực hiện chuyên đề về kiểm tra và xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn thì chúng tôi triển khai từ 18 giờ của ngày hôm trước đến 6 giờ sáng của ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai làm 2 ca công tác, mỗi ca là đảm nhận là 6 tiếng tuần tra kiểm soát liên tục và kiểm tra chủ yếu là tập trung vào các cái đối tượng là xe vận tải đường dài, như xe khách này, xe container và xe tải đường dài. Trong quá trình tổ chức hiện thì chúng tôi đã phát hiện được một trường hợp là vi phạm về ma túy và một trường hợp là có hành vi cản trở chống đối được lại lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đã bàn giao cho công an huyện Ba Đâm và tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các xe chở hàng tự ý cải tạo phương tiện. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, ngoài việc kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trong vận tải hàng hóa, xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tuyên truyền để chủ xe và lái xe chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã nhận thức được trách nhiệm của đơn vị cũng như cá nhân khi chở hàng quá tải trọng gây mất an toàn giao thông. Những xe của bọn em hầu như là cắt cơi nới, không còn cơi, không còn nới và chở đúng theo quy cắt của nhà nước được giao, đảm bảo an toàn từ bến bãi cho đến người dân rồi đến lái xe, bọn em đều hầu như là chấp hành điều lệnh ở trên. Bây giờ là xuống các lòng xe tôi thấy cưa hết, cho nên là các công an không phải đuổi nữa, người tự giác người ta đã làm đủ theo trách nhiệm của người ta, đấy là chúng tôi trong người dân chúng tôi nghĩ thế. Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuyên truyền vận động cưỡng chế việc tháo cắt thùng xe cơi nới gần 500 trường hợp. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý đối với các xe vẫn cố tình chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Một số người điều khiển xe hai ba bánh khi có mưa thường không tuân thủ nguyên tắc chuyển hướng như không chú ý quan sát, không có tín hiệu báo trước khi chuyển hướng, dừng xe đột ngột giữa đường để mặc áo mưa gây mất an toàn giao thông. Mưa bão khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhất là ban đêm, làm cản tầm nhìn khi lái xe. Kể cả khi cần gạt mưa hết công suất thì vẫn có những lúc tầm nhìn bị trắng xóa trong các cơn mưa lớn. Cách tốt nhất để tăng tầm nhìn và báo hiệu sự hiện diện của bản thân là bật đèn, đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn sương mù nếu có. Do đó khi trời mưa nên giữ đều ga và duy trì khoảng cách an toàn khi đi qua đoạn đường bị ngập nước, đặc biệt tránh phanh gấp sẽ rất dễ gây ra tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.